số chỉ tiêu rất là đáng phấn khởi. Cụ thể là tốc độ tăng giá trị sản phẩm năm 2022 là đạt 6,8%, tổng giá trị là cũng trên 1.000 tỷ. Nhà nước thì địa phương cũng rất là tập trung triển khai cái này với quan điểm là không phải ai cũng đi sau. Tính tới cuối năm 2022 theo cái tiêu chí mới thì hộ nghèo tại địa bàn địa phương là 1.94%, 1.94% đó các bạn là vừa hộ nghèo và hộ cận nghèo, và đặc biệt là không còn hộ người cao công mà thuộc diện hộ nghèo. Đây là một trong những địa phương trên địa bàn xã là không còn cao công. Về chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi các bạn là Thiên Phước đã nỗ lực phấn đấu và đến năm 2020 thì 11 xã trên địa bàn công nghiệp và xã huyện Thiên Phước được công nhận là nông thôn mới, được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao, đó là Phước Nghĩa, Phước Quang và Phước Sơn. Theo kế hoạch thì năm 2023 đây là xã Phước Hưng và tiếp tục muốn làm là xã Phước Hiệp và Phước Dụng, và đến năm 2025 thì Thiên Phước là sẽ đạt được nông thôn mới nâng cao. Và chúng tôi với các bạn là cái kế hoạch và định hướng của huyện phát triển trong thời gian tới thì theo như cái kế hoạch và theo như cái quy hoạch vùng của huyện đó thì đến năm 2025 thì Thiên Phước là sẽ đạt nông thôn mới nâng cao, và sau năm 2025 thì phấn đấu là các tiềm năng các lợi thế của huyện để mà chúng ta tập trung phát triển giai đoạn trên mục tiêu đề ra. Thì trên cơ sở đó thì đã thông qua các thường vụ và sự đồng ý của ủy ban nhân dân thì Thiên Phước đã ban hành kế hoạch khai thác tiềm năng lợi thế và tạo động lực phát triển để đạt kế hoạch đề ra.